Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho mọi người cách xác định vật nguyên của kinh vị hay là vật xung dương. Thì thông thường như trên kinh vị ấy, thì mọi người sẽ hay quên đây là vật nguyên. Mọi người thường nhớ đến vật túc tâm lý nhiều hơn. Thì để cách xác định cái vật xung dương như nào, đầu tiên chúng ta phải xác định vật giải khê. Giải khê là điểm lõm của chính giữa nếp đằng cổ chân. Thì từ đây chúng ta xác định kẽ 23 chúng ta đi lên thì 1,5 thốn, nó hơi chéo chách một tí, thì đây chính là huyệt các bạn chú ý nhé. Từ đây làm một chân chúng ta đi theo đúng cái đường thì rơi vào điểm lõm, châm vào huyệt này là cũng tương đối là khó đấy các bạn chú ý đấy, nó sẽ mắc vào, hơi mắc vào xương một tí các bạn để thầy dò thì đây chuẩn bị đây xung dương cách từ đây 1,5 thốn thấy chưa.